Live stream bán hàng sau thanh tra là phải xuất hóa đơn. Live stream bán hàng thì mang lại cái doanh thu lợi nhuận cực lớn cho người bán và người được thuê bán hàng trên mạng. Cái món lợi cực lớn này đã dẫn tới liên tiếp các cái phiên live trăm tỷ được lăng xê ầm ĩ trên không gian mạng. Lợi ích thì quá rõ, nhưng mà việc thất thu thuế cũng hiện hữu, và đặc biệt là quyền lợi của người tiêu dùng chưa được đảm bảo khi mà hàng nhái, hàng giả, hàng bị thổi phồng công dụng được nhan nhản chào bán. Chính vì lẽ đó thì Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nóng cái việc thanh tra toàn diện việc là bán hàng online, khi mà chuyện này đã gây ồn ào trên nghị trường Quốc hội cũng tại cái hội nghị ngày 10 tháng 6 về kết nối, chia sẻ dữ liệu phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ sửa cái quy định về áp dụng hóa đơn điện tử với các giao dịch live stream. Như vậy, sắp tới, người bán hàng online phải xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, và đó là quyền của người mua để đảm bảo rằng hàng hóa có xuất xứ nguồn gốc. Và chúng ta hãy yêu cầu người bán xuất hóa đơn chỉ thanh toán khi mà có đủ hóa đơn giá trị gia tăng, dù là món hàng ít giá trị nhất. Trường hợp các cái cơ sở bán hàng không xuất hóa đơn thì sẽ bị xử phạt nghiêm. Đồng thời, những cá nhân mà nhận hoa hồng từ cái việc mà live stream thuê, quảng cáo thuê, nếu như mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì sẽ bị chuyển cơ quan điều tra xử lý. Và hy vọng sau cái chỉ đạo của Thủ tướng thì môi trường kinh doanh online sẽ sạch sẽ hơn. Người trẻ sẽ bỏ được cái tư duy không cần học hành, cứ làm cái kênh rồi khởi nghiệp làm giàu các bạn nha.